Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đang tăng cường xây dựng lực lượng ở miền Bắc Afghanistan. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích giới chức Afghanistan đang tỏ ra vô trách nhiệm khi để các cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân Taliban vẫn tiếp diễn trên cả nước. Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo lợi dụng quá trình đàm phán hòa bình tại Afghanistan hiện đang bị kéo dài để tích cực tập trung lực lượng. Những nhà cầm quyền tại Afghanistan cũng đang tìm mọi cách để trì hoãn tiến trình đàm phán hòa bình. Điều này gây hậu quả đối với chính Afghanistan. Từ ngày 1 tháng 5 vừa qua, Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan sau khi Tổng thống Biden ra lệnh tất cả binh sĩ Mỹ rời khỏi nước này trước ngày 11 tháng 9 tới. Quân đội Mỹ đã bàn giao lại căn cứ không quân Bagram cho lực lượng quốc phòng và an ninh quốc gia Afghanistan. Việc rút quân khỏi căn cứ không quân Bagram là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy những người cuối cùng trong số 2.500 đến 3.500 lính Mỹ đã rời Afghanistan hoặc sắp sửa rời khỏi Afghanistan, sớm hơn so với thời hạn Tổng thống Joe Biden đã cam kết. Tổng thống Biden gần đây tuyên bố sẽ tiếp tục giám sát các mối đe dọa tại Afghanistan và duy trì lực lượng tại khu vực để đảm bảo ứng phó mối đe dọa đối với Mỹ sau khi rút quân. Thưa quý vị, tập đoàn Trump và giám đốc tài chính của tập đoàn này vừa bị buộc tội thực hiện nhiều hành vi bất hợp pháp liên quan đến thuế. Đây là loạt buộc tội hình sự đầu tiên nhằm vào công ty của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi các công tố viên New York điều tra trong nhiều năm ròng. Theo cáo trạng, giám đốc tài chính của công ty Alan Weisenberg và tập đoàn Trump bị buộc 15 tội danh liên quan tới lừa đảo, ăn cắp, gian lận thuế và làm giả sổ sách kinh doanh. Các công tố viên cho biết tập đoàn Trump đã thanh toán cho nhân viên tiền thuê nhà, hóa đơn điện nước, ga, vệ sinh, phí gara, học phí và các chi phí sinh hoạt khác mà không khai báo đầy đủ. Nhờ đó, họ chỉ phải nộp thuế ở mức thấp hơn rất nhiều. Đây là giai đoạn mới nhất trong cuộc chiến leo thang giữa giới công tố New York và cựu Tổng thống Mỹ. Trong một tuyên bố sau đó, tập đoàn Trump phủ nhận cáo buộc và tố ngược đây là âm mưu hãm hại ông Trump. Chính phủ Litva vừa ban bố tình trạng khẩn cấp về di cư sau khi lực lượng chức năng đã bắt giữ được 150 người di cư bất hợp pháp từ nước láng giềng Belarus. Theo cáo buộc của chính phủ Litva, Belarus đang cố gắng tìm cách gây bất ổn để trả đũa việc Litva ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU và phong trào đối lập Belarus liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 8 năm ngoái bằng cách vũ khí hóa người di cư. Theo số liệu của cơ quan an ninh biên giới Litva, kể từ tháng 1 năm 2021 đến nay, đã có hơn 800 người vượt biên trái phép vào Litva từ Belarus. Một số người di cư được cho là công dân Syria nhập cảnh vào Belarus hợp pháp vì có mối quan hệ gia đình hoặc mang hai quốc tịch. Nhưng nhiều người trong số này lại muốn di chuyển tiếp đến EU để sinh sống, đặc biệt là khi Belarus đang đối mặt với hàng loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế của EU, Canada, Anh và Mỹ do cuộc khủng hoảng chính trị tiếp diễn. Bộ Y tế Liên bang Đức cho biết chính quyền liên bang và các bang đã nhất trí thực hiện ngay lập tức khuyến nghị mới của Ủy ban Tiêm chủng Thường trực của nước này. Theo đó, thì những người đã tiêm phòng mũi đầu tiên với vaccine AstraZeneca sẽ được tiêm mũi thứ hai với vaccine công nghệ mRNA. Bộ Y tế Liên bang Đức cho biết việc bảo vệ sau hai lần tiêm với vaccine AstraZeneca là rất tốt. Tuy nhiên, theo khuyến nghị của Ủy ban Tiêm chủng Đức, sự kết hợp giữa một mũi vaccine AstraZeneca đầu tiên và mũi thứ hai với vaccine công nghệ mRNA như vaccine BioNTech, Pfizer hoặc Moderna mang lại hiệu quả cao hơn nhiều. Những người được tiêm chéo hai loại vaccine khác nhau có sự đáp ứng miễn dịch vượt trội rõ ràng so với những người tiêm hai liều vaccine AstraZeneca. Vì vậy, chúng tôi có một sự kết hợp bổ sung, một phác đồ bổ sung mang lại mức độ bảo vệ cao hơn nhiều. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Đức, mũi tiêm thứ hai với loại vaccine công nghệ mRNA có thể tiêm ít nhất 4 tuần sau khi tiêm mũi thứ nhất với vaccine AstraZeneca. Đối tượng áp dụng không chỉ là những người trẻ tuổi, mà cả những người trên 60 tuổi. Việc tiêm chéo hai loại vaccine khác nhau rất quan trọng, vì hiện tại, biến thể Delta đang lan rộng nhanh chóng ở Đức. Theo ước tính của Viện Robert Koch, tỷ lệ biến thể Delta tại Đức có thể vượt quá tổng 50% tổng số ca lây nhiễm mới tại nước này. Ủy ban Tiêm chủng Đức khuyến cáo việc tiêm phòng đầy đủ, tức là tiêm đủ hai mũi vaccine, là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại sự lây nhiễm của các biến thể virus.
Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay. V-Studio, địa chỉ thu âm đẳng cấp hàng đầu Việt Nam. Hệ thống phòng thu hiện đại, chuẩn quốc tế. Dàn thiết bị chuyên dụng đến từ các hãng âm thanh lừng danh. Đội ngũ kỹ sư nhiệt tình, giàu kinh nghiệm. V-Studio tự hào là đối tác tin cậy của những ban nhạc nổi tiếng, những nghệ sĩ tài danh và các nhà sản xuất phát hành âm nhạc lớn. Nơi bạn tỏa sáng tài năng và chắp cánh sản phẩm âm nhạc của riêng mình. Chuẩn mực, uy tín, chất lượng. V-Studio, nơi ra đời những bản thu âm hoàn hảo nhất.